bông nước muối phố phường. Giống như cái bông hoa sen mà nó có tàn á, nó nhiều mấy cái bông hoa sen khi nó tàn á rồi cái hột ra nó khô rất là vàng ươm bóng như sâu sấu mỡ. Nhiều đứa mình lộn người ta nói là hề sợ. Nó hoàn toàn toàn không không toàn không nhận ra không rồi ra dọn à dọn chắc chắc cái chưa thấy ai tới dọn cái đồ không thấy nằm gì nữa dọn từ dọn dọn đi không những sơ sát rồi mới đi ngang ngang qua thôi. Hay hắn mà vô chứ không vô là cái nhà ta cũng bay. Thì chị thấy ngói cũng đổ chắc chắn lắm nào. Bay mấy miếng nè. Cái là sợ bay. Có bay mấy mấy miếng mà. Mày đó, bay mấy miếng. Bay rớt xuống cái ngói kia, bể luôn miếng kia. Hình như đường sau cũng bay mấy miếng. Cục nó cục bà má vừa qua mới đã bẹt bẹt mụn nó răng hâu thế đó con thúi gấp mấy lần nữa nữa mẹ. À đúng rồi. Cho coi video lại nè. Phê video đang biết thôi không. À cũng đi. Cho mình xem mấy video mụn ra đã cỡ mụn. Bắn cái bụp cũng câu ác luôn.
Chị dậy mua gì? Mà đang siêu thị Yến siêu thị đường đến đông rất à, họ đi siêu thị đông này điểm siêu thị nó xí thấy nhát đi siêu thị ngày thường nó cũng đông kinh khủng rồi thôi. Mà nắng nóng thôi, đừng có đi ban đêm, đi ban ngày nhé, vắng đêm họ rảnh họ vừa đi có cái chi đầu dọ bị chi ăn qua ta ở không chịu ngủ rất là chịu. Ngàn đêm mới vô không? Dạ. Ngàn đêm mới vô mẹ ơi. Dạ, ở bé đi. Mới chìm được. Giờ cho mới lựa chọn nè. Mẹ ở đây á. Thì là ở đây. Không thì ở bên kia. Không thì nghỉ việc. Không luôn. Cho chọn để ở đây xí dẫn sạch cái chỗ này nè, rè được ba cái. Phúc à, lên lầu à, xuống dưới nó lấy một cái hũ lên phòng chị ấy, cái học của hai tay ấy. Có cái bình ở ngoài lỡ dở em đổ vô cái bình đó, cho chị mượn tiền một mượn máy bé mượn máy cũng được để chuyển khoản quên đi mất tiền em lái máy thì em nói bé lễ thân hả? Chị chứ không lại chuyển khoản cho ông Phương lễ thân. Nhưng mà em lái tiền chẵn thì hình như là ở trong túi chị có nữa á. Em túi chị ở dưới hoài lễ tăng luôn. À mô hình như trainee chứ. Không biết nữa. À chắc rơi ở dưới rồi. À.